Phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa hoạt động chọn 4 ngày dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ 19 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết 24 giờ ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có thông báo về việc tổ chức hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 7 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2023, thứ 6 đến hết 24 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2023, thứ 2. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày từ mùng 1 tháng 9 năm 2023, thứ 6 đến mùng 4 tháng 9 năm 2023, thứ 2. Như vậy không gian đi bộ tại quận Hoàn Kiếm sẽ hoạt động chọn 4 ngày dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, việc kéo dài hoạt động các không gian đi bộ nhằm mục đích tạo ra không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách, cũng như kích cầu phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm yêu cầu các phòng ban đơn vị thuộc quận ủy ban nhân dân các phường công ty cổ phần đồng xuân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị chi nhánh hoàn kiếm chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công đảm bảo an ninh trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách